Kiên, Kiên, Kiên. Dạ. Vô trong học nghề nấu hủ tiếu cho ba. Đi. Hủ tiếu hoài vậy ba. Từ nhỏ tôi đã quen hủ tiếu, bây giờ nghe hai từ hủ tiếu con ngán tới tận cổ đây nè ba. Con xin ba cho con thực hiện ước mơ của con đi mà ba. Ba thấy không? Bữa giờ con không ăn tô hủ tiếu nào đâu. Con cứ biết rằng à, cái nghề hủ tiếu á, từ lúc má con còn sống, lúc đó còn cái xe hủ tiếu ở ngoài đường, chứ không được như cái quán ngày hôm nay đâu. Rồi cũng nhờ cái xe hủ tiếu này nè, nuôi con từ lúc con còn đỏ hỏn, rồi ăn học tới trưởng thành ngày hôm nay, con lại thốt ra những lời phũ phàng như vậy. Ba, hôm nay ba lại như vậy nữa rồi. Anh, em thấy ba nói đúng đó. Anh nghe lời ba đi. À, ba, phải rồi đó ba. À, con cũng thấy Xuân nói đúng đó ba. Không ai thay vì ba chỉ cho con, ba chỉ cho Xuân cũng được mà ba. Ha ba. Ờ à, thôi, ba chỉ luôn cả hai đứa vô học. Gì vậy ba? Ba lại kéo con vô nữa rồi hả ba? Trời ơi ba ơi, con nói với ba rồi, con không muốn hả? Suốt ngày đứng trong bếp rồi nếm đâu. Trời ơi, con nghe con nản lắm ba. Chưa kể nha ba, gặp những khách hả khó tính á. Trời ơi, con nhức đầu lắm ba, con không chịu như vậy đâu ba. Con đừng có ăn nói cái kiểu đó. Khách chính là những người nuôi sống gia đình mình đó. Bằng những tờ tiền bạc lẻ đó hả ba? Ba để cho con thực hiện ước mơ của con đi. Với lại nha, con không bao giờ muốn sau này trở thành một người đàn ông nấu bếp đâu ba. Ba, ba đừng có buồn. Từ từ rồi mình khuyên anh nha ba. Từ từ rồi sẽ được mà. Hủ tiếu nè. Hủ tiếu hoài à. Nghe tận cổ rồi đây nè. Bộ em nấu không ngon hả? Em biết là em nấu không có ngon giống như là ba nấu. Nhưng mà anh yên tâm đi, em đang tìm tòi, bí kíp của ba em sắp được rồi ha. Em nè, hồi sáng giờ quán mình bán được bao nhiêu tô rồi? Em mới cộng sổ rồi. Sáng giờ hình như là được 20 mấy tô rồi đó. Cái gì? Mới có 20 mấy tô thôi hả? Dạ. Lúc trước là vào giờ này nè, quán mình bán được mấy trăm tô rồi, bây giờ bán mới có hơn 20 tô thôi sao? À, em đưa tiền đó cho anh đi, nhanh lên. Đây. Tiền đó ngày mai em phải đem đi đóng thuế, rồi còn phải mua nguyên liệu đó, ngày mai mình còn nấu nữa. Mua nguyên liệu làm cái gì nữa chứ? Em thấy không, quán bự chảng vậy có ma nào tới ăn không? Rồi sẵn á, đưa luôn tiền mà vốn liếng em dành dụm đó, đưa đây cho anh. Anh đầu tư cái khác thành công hơn nhiều, khỏi bán hủ tiếu luôn em. Trời ơi anh nói với em về cái vấn đề này từ hồi ba còn sống lận. Anh nói là anh muốn hùng hạp làm ăn kinh doanh với bạn bè của anh. Nhưng mà anh nhớ lại đi, anh kinh doanh biết bao nhiêu lĩnh vực rồi, có bao giờ anh và bạn bè anh thành công hay chưa? Anh nhớ lại đi, đất đai nhà cửa bây giờ mình cũng đem đi cầm hết rồi. Kể cái quán hủ tiếu này cũng đang bị cầm cho ngân hàng nè. Anh chờ em đi ha. Bí kíp của ba em sắp tìm được rồi, em sắp thành công rồi. Anh chờ em, cho em một chút thời gian nữa thôi, em sắp được rồi. Em nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại bây giờ anh đang nợ một số nợ rất lớn mà không có tiền để trả nó đây nè. Em muốn kéo dài thời gian để cho anh chết trong nợ nần đúng không? Em không có ý đó, chỉ là anh... Thôi, đừng có nói nữa. Đưa tiền đây cho anh. Nhanh lên. Đi. Dạ thưa bác, con có chút quà xin biếu cho bác. Bày đặt quà cáp chi vậy không biết à? Sao giờ này làm ăn thao rồi? Dạ cũng bình thường thưa bác. Bình thường mà sao nghe Lan nói là dạo này có làm ăn bết bát lắm, mượn nợ nần tùm lum. Dạ thưa bác, thật sự thì con đang gặp một chút khó khăn. Đó cũng là tình hình chung mà bác. Khó khăn một chút hả? Dạ. Là một thằng đàn ông mà để cho người yêu mình lo như vậy thì có đáng mặt đàn ông hay không? Dạ thưa bác, chắc bác cũng đã biết rồi. Từ khi ba con mất đi thì công thức gia truyền hủ tiếu của ba con cũng mất theo. Chính vì vậy quán hủ tiếu của con ngày càng vắng khách. Nhưng mà không sao đâu bác,
Con sẽ từ từ con gầy dựng làm lại từ đầu thưa bác à. Sao con cứ bám cái quán hủ tiếu đó hoài vậy? Cảm thấy chỗ đó không hiệu quả thì bỏ đi, chuyển sang một ngành nghề khác. Chẳng hạn như kinh doanh bất động sản như bác đây. Nếu không biết thì bác chỉ cho. Dạ thật lòng con không có vốn. Con còn miếng đất đó, bán đi làm vốn. Dạ thưa bác, miếng đất đó thì con cũng đã thế chấp ngân hàng con vay vốn rồi. Nếu vậy thì bác sẽ giúp con chuộc lại cái giấy tờ nhà và một số vốn để con làm ăn. Nhưng mà nè, giấy tờ nhà đó bác giữ rồi nghe. Nè, đừng có suy nghĩ lung tung. Bác giữ giấy tờ nhà như vậy á là để tạo động lực cho con phấn đấu làm tốt hơn để sau này con chuộc lại. Bác làm như vậy là để lo cho con và con Lan, chứ thật ra bác đâu lấy lợi đâu. Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm. Ủa mà Lan đâu rồi hả bác? À, Lan đi ra ngoài rồi. Một chút nó sẽ về. Chút nó về bác kêu nó gọi điện cho con. Về đi, suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời cho bác biết liền. Thưa bác con về. Ừ. Ảnh về rồi hả ba? À, nó về rồi con. Sao ba cứ tiếp ảnh hoài vậy? Con không thích đâu. Con mệt mỏi lắm rồi. Ủa? Vậy hồi xưa ai yêu say đắm rồi bây giờ lại than mệt mỏi là sao? Ủa, cái đó là ba dạy con mà. Ba nói là trong cuộc sống và tình yêu đều phải có lợi nhuận hết. Rồi bây giờ thấy không, ảnh bệ rạc như vậy làm sao mà con yêu ảnh được? Nhìn như vậy đó chứ nó còn giá trị lắm. Chịu khó quen nó một thời gian đi. Con không có làm được đâu. Không có tình cảm làm sao mà gặp nhau hàng ngày được. Rồi đi chơi với nhau, ăn uống với nhau, xem phim. Trời ơi, lúc nào ảnh cũng lo lắng, ảnh cũng u sầu hết. Chán lắm ơi. Anh, sao giờ này anh mới về? Anh có đói không? Ngồi xuống đây đi, em nấu hủ tiếu. Cái gì vậy? Em ơi, đừng có nhắc hai từ hủ tiếu trước mặt anh nữa được không vậy? Có phở không? Có, vậy em nấu phở ha. Anh ơi chơi thôi, ra không có muốn ăn đâu. Tình hình bây giờ chắc có lẽ là phải sang cái tiệm này rồi bán luôn miếng đất này thôi em à. Bán đất? Không được, anh không thể làm như vậy được. Tại sao không? Anh à, anh nghe em nói đi. Chỉ cần anh cho em một chút thời gian nữa thôi. Chỉ cần tìm ra được công thức nấu hủ tiếu thì mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi, đúng không? Anh nghĩ chắc có lẽ là công thức mất theo ba anh luôn rồi, chấm dứt thôi. Anh chuẩn bị tìm một cái công việc khác mau giàu, mau kiếm tiền nhẹ nhàng hơn là cái nghề bán hủ tiếu. Cũng giống như là anh đang thực hiện lời hứa với ba anh lúc ba anh chưa mất. Ngày xưa nếu như mà không có nhờ ơn cứu mạng từ ba của con thì ba không còn sống tới ngày hôm nay đâu. Nên ba nhận con làm con nuôi, nhưng mà đã coi con là con ruột của ba rồi. Ba đã làm cái tờ di chúc để lại cái quán tâm này cho con với thằng Kiên. Nửa sau con ráng cố gắng gìn giữ nó, bởi vì đó là tâm huyết của ba. Con giúp cho ba thì ba mới yên tâm. Để cho suy nghĩ một chút có được không vậy? Vô trong nấu tô phở cho anh đi. Anh hứa với em nha, đừng có suy nghĩ. Anh hứa với em sẽ không ăn hủ tiếu nữa. Em vô nấu phở cho anh. Đừng có nói với tôi là lấy bánh phở mà nước lại hủ tiếu nữa, nghe chưa? Bác, thằng Kiên nó bị tác động rồi. Bác không có biết là miếng đất này nó đắc địa như thế nào đâu. Sau này mấy cái công trình gần đây á mà nó hoàn thành, con bảo đảm với bác là miếng đất này lên gấp đôi. Vậy bác mới nhờ đến con. Mà bác cũng biết con cũng đang có nhiều khách hàng tiềm năng đang muốn đầu tư vào miếng đất này. Bác làm như vậy đó là để có lợi cho con và cho bác nữa. Cái chuyện mà kiếm khách hàng á, nhất định con sẽ làm được. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải sở hữu miếng đất này đã. Tại vì khi mình có đất rồi á, mình mới bán được cho khách hàng chứ. Mà con làm đâu phải vì lợi nhuận đâu. Bác hiểu mà. À, Lan giờ này sao rồi bác? Nhắc đến Lan, bác bực mình. Đã dặn đi dặn lại ngay từ đầu, đừng quen với thằng vô dụng bất tài đó. Giờ mình cứ cãi. Phải chi nó gặp con ngay từ đầu
May mắn cho nó quá. Dạ nếu như bây giờ thì cũng đâu có muộn đâu bác. Con không buồn nói gì hả? Dạ, nói thật với bác là con cũng ước mơ có một cái người tri kỷ bên mình. Con cũng có để ý với lại cảm tình với Lan lâu lắm rồi. Nếu con thật sự yêu thương nó, nhất định bác sẽ tác thành cho hai đứa. Dạ anh ơi, bên anh có thể là cho bên em thêm một tuần nữa được không vậy? Em đang cố gắng xoay sở đây nè. Vậy hả anh? Dạ, em biết rồi. Ngân hàng gọi hả anh? Họ nói trong tuần sau phải trả cả gốc lẫn lãi, bởi vì thời hạn thanh toán đã đến rồi. Vậy mình xin họ gia hạn thêm ít hôm nữa không được hả? Làm sao mà gia hạn được? Có nợ thì phải trả chứ. Nhưng mà... Xuân, anh, em nói với anh nhiều lần rồi mà, nợ thì trước sau gì mình cũng phải trả mà. Bây giờ chỉ còn cách là dẹp cái quán này, bán miếng đất này đi. Chứ anh cứ khư khư giữ cái quán ế sưng ế xịa này làm cái gì? Nhưng mà để kiếm người mua mảnh đất lớn như vậy không phải là chuyện dễ. Mà lạ thiệt chứ, anh rao bán khắp nơi nhiều lần lắm rồi mà tới bây giờ không một ai tới hỏi là làm sao vậy? Thì sao anh không nhờ ba em đi? Ba em sẽ giúp anh mà. Thôi em à, anh không muốn bất kỳ chuyện gì cũng nhờ tới ba em đâu. Bây giờ tới nước nào mà anh còn sĩ diện được nữa? Được rồi, bây giờ anh không nói em sẽ nói ba cho. Em à, chị Lan, chị đừng có ép anh Kiên bán miếng đất này nữa. Chị có biết cái quán này có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình anh không? Cô chỉ là một người làm thôi, cô không có quyền. Nếu như anh bán miếng đất này, anh sẽ có lỗi với ba của ảnh đó. Sơn, bây giờ cô còn đem ba của ảnh vô để đe dọa, gây sức ép với ảnh nữa hả? Anh Kiên, anh thấy chưa? Bây giờ nó đè đầu cưỡi cổ anh rồi đó. Anh Kiên, em không có ý đó. Chỉ là cô không hiểu được đâu. Chị cô hiểu cái gì? Cô im đi. Người làm mà dám lên mặt dạy đời tôi hả? Cô nhìn đi, quán hủ tiếu này á, leo teo vài người khách à, giống như chùa Bà Đanh vậy. Bây giờ ngân hàng tới siết nợ kìa, bây giờ cô còn cách khác hả? Hai em bình tĩnh đi, đây là quán còn có khách kìa. Em hiểu rồi, chắc chắn là muốn giữ cái quán hủ tiếu này lại để ăn chặn tiền, bòn rút tiền. Còn dám hiểm. Cô mà nói nữa tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Cô đừng có ngậm máu phun người, cô đi ra khỏi quán này đi. Xuân à, vậy cô tính làm gì tôi? Anh thấy chưa, bây giờ nó còn đe dọa em nữa kìa. Một đứa người làm mà còn dám làm như vậy á, sao nó không tống cổ nó đi đi? Bình tĩnh đi em, bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh cái gì nữa? Nếu anh không đuổi cổ nó đi á thì em sẽ đi. Lan à, Lan, Lan à. Anh Kiên, Lan, anh nghe em nói. Em biết cái gì mà nói. Lan, anh Kiên, em bình tĩnh đi, nghe anh nói nè. Anh buông em ra. Sự thật là... Sự thật là cái gì? Anh đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi. Vậy mà anh đứng đó, anh không bảo vệ cho em. Anh xin lỗi em mà, thật ra thì Xuân cũng có ý tốt, muốn giữ lại những gì mà ba để lại cho anh thôi. Cô ấy có ý tốt hả? Nếu như mà có ý tốt thì đã không ngăn cản anh ngay lúc này rồi. Anh và ba sẽ làm bất động sản chung với nhau, ba đã lót đường hết rồi. Anh thấy Xuân suy nghĩ như vậy cũng đúng mà em. Anh lấn cấn là chứ gì, anh muốn thực hiện di nguyện của ba anh thôi. Anh lúc này lúc khác, anh không có chính kiến của mình thì làm sao mà làm chuyện lớn được hả anh? Em à, em không muốn nói nữa. Anh về bàn với Xuân đi, rồi sau này về chị dâu em chồng khó nhìn mặt nhau lắm anh. Buông em ra. Lan à, Lan. Anh, chị sao rồi anh? Chắc chị giận lắm đúng không? Anh có nói đỡ lời giùm em không? Em xin lỗi nha, tại lúc nãy em nóng tính quá. Vậy theo em, thì em có giận không? Hả? Anh không muốn từ nay về sau em xen vào chuyện riêng của anh nữa có được không vậy? Em chỉ muốn mình thực hiện theo di nguyện của ba thôi. Y nguyện của ba anh thì để anh lo, không liên quan gì tới em hết. Hay là em giống như những lời cô ấy vừa mới nói đúng không? Em cố tình trì trệ để bòn rút tiền của quán đúng không? Anh nói cái gì vậy? Anh không muốn nói, em đang ép anh nói đó. Dạ chào anh. À, anh muốn dùng hủ tiếu hả?
Anh muốn dùng hủ tiếu gì? Dạ quán có hủ tiếu bò viên, hủ tiếu tôm, hủ tiếu thịt. Anh muốn dùng hủ tiếu khô hay nước? À, mời anh ngồi. Có hủ tiếu đất không em? Dạ. Hủ tiếu đất. Hủ tiếu đất. Anh giỡn đó. Anh tới đây không ăn hủ tiếu mà anh xem đất. Xem đất? Anh có lộn không? Ở đây quán chỉ bán hủ tiếu thôi, chứ đâu có ai bán đất gì đâu. Có anh mới tới đây xem chứ. Nếu anh không ăn hủ tiếu, mời anh về. Ghê gớm chưa? Bây giờ còn đuổi khách nữa. Đây là anh Bảo, bạn của tôi. Đến đây coi đất theo ý kiến của anh Kiên. Anh Kiên, anh Kiên, chuyện này là sao? Em tưởng em đã nói hết với anh rồi mà. Em đừng có cản nữa. Anh đã quyết định rồi. Nhưng mà anh Bảo à, phía sau có mảnh đất rộng lắm đó, hướng nhìn ra bờ sông rất là đẹp. Tôi dẫn đi tham quan nha. Được thôi, cảm ơn anh. Anh Kiên, anh Kiên, anh Kiên. Mai mốt anh Bảo thống nhất mua miếng đất này á thì mấy cái này dục đi. Cô làm cái gì vậy hả? Sao lại đặt đồ của tôi? Đồ nào là đồ của cô? Đồ này là của anh Kiên. Tôi nói cho mấy người biết, miếng đất này trước khi ba mất, ba có để lại di chúc rõ ràng là tôi có một phần ở trong đó. Tôi sẽ không để mấy người muốn làm cái gì thì làm đâu. Tôi sẽ bảo vệ nó tới cùng. Tôi với anh Kiên đã thống nhất với nhau rồi, khi mà bán đất xong á sẽ cho cô một phần, vậy là xong. Còn mấy cái này á, khi mà tôi thanh lý rồi á, nó là quyền sở hữu của tôi. Cô làm cái gì vậy hả? Lan à, Lan à, em có sao không vậy? Lan Sư, em làm gì vậy? Em chỉ là lỡ tay thôi. Anh không thấy hả? Nếu như em không làm như vậy, cô sẽ phá nát quán của mình đó. Anh không thấy Lan phá quán? Rõ ràng là anh thấy, em đang xô lăn té đó. Em... Anh Kiên, cái chuyện này là sao vậy? Anh Bảo yên tâm đi. Chẳng qua là một chút chuyện về chuyện của quán thôi, không liên quan tới chuyện mảnh đất đâu anh. Anh yên tâm nha, anh Bảo. Thôi anh lo giải quyết cái chuyện lùm xùm này đi. Tôi thấy tranh chấp như vậy tôi đổi ý, tôi không muốn mua bán gì nữa hết á. Anh Bảo à, anh Bảo à, cô hài lòng chưa? Hả? Cô có biết là khó khăn lắm tôi mới tìm được người tới mua mảnh đất này. Bây giờ cô muốn cái gì? Muốn phá tan cái quán này lên cô mới chịu sao? Nếu như mà anh không đuổi cậu nó đi á, anh đừng tới gặp em nữa. Lan à, Lan à, Lan à, Lan. Dạ thưa bác. Cậu buông thằng con Lan ra đi. Là tàn đàn ông, cậu để con Lan khổ lần này lên lần khác. Cậu tìm nữa hả? Tìm làm cái gì? Đối xử như vậy mà tìm hả? Dạ, cô xin lỗi bác. Dạ, chẳng qua chỉ là tai nạn thôi bác à. Tai nạn hả? Cậu đã đồng ý bán miếng đất đó, tôi mới cho người đến xem. Người lớn mà, một là một, hai là hai, đừng có nên hai lời. Dạ thưa bác, không phải là cô không muốn bán đâu, mà là do Xuân không đồng ý à. Xuân là ai? Xuân là con nuôi của ba con. Và hơn nữa, cô ấy cũng có phần trong mảnh đất của con. Vậy thì bán miếng đất đó đi, chia cho cô ấy là xong chứ gì. Không dễ như vậy đâu bác à. Không dễ? Vậy số tiền nợ của cậu người ta đang đòi kìa, cậu tính sao? Kìa bác, sao lần trước bác nói với con tiền đó là tiền của bác mà. Đúng, đó là tiền của tôi một phần, nhưng càng ngày cậu mượn càng nhiều, cho nên tôi vay của người ta cho cậu mượn. Bây giờ người ta đang đòi, cậu trả đi. Vậy con xin bác cho con thêm thời gian nữa đi. Thời gian là bao lâu? Dạ khoảng một tháng nữa bác. Dạ không mấy, bây giờ con viết tờ giấy nợ với bác để cho bác làm tin, rồi con về nhà con thương lượng với Xuân sau. Tại sao phải lại thương lượng với Xuân? Lan à, em có sao không vậy hả? Em có sao không vậy? Tôi không sao. Tôi không chấp nhận một người làm mà có thể đối xử với anh như vậy. Anh coi người ta là em, mà người ta có coi anh là anh hay không? Không phải đâu em à. Anh đang khó khăn như vậy, không giúp đỡ thì thôi, tại sao lại ngăn cấm chứ? Nghe anh nói nè Lan, nghe anh nói nè. Anh đi về đi. Em. Dạ thưa bác, con sẽ giải quyết chuyện này.